Tối ngày 29 tháng 9, Bộ Y tế cho biết 24 giờ qua, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.758 ca nhiễm mới, gồm 14 ca nhập cảnh và 8.744 ca ghi nhận trong nước. Các tỉnh thành ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 4.699 ca, Bình Dương 2.389 ca, Đồng Nai 899 ca, Long An 132 ca, Sóc Trăng 112 ca, Kiên Giang 82 ca, Tiền Giang 68 ca, An Giang 63 ca, Cần Thơ 42 ca, Hà Nam 36 ca, Khánh Hòa 32 ca, Bình Thuận 29 ca, Tây Ninh 23 ca, Bạc Liêu 22 ca, Quảng Trị 16 ca, Đắk Lắk 15 ca, Ninh Thuận 14 ca, Quảng Bình 13 ca, Cà Mau 12 ca, Bình Định 11 ca, Vĩnh Long 7 ca, Gia Lai 5 ca, Hà Nội 4 ca, Đắk Nông, Bến Tre, Trà Vinh cùng có 3 ca, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Yên, Quảng Ngãi cùng có 2 ca, Phú Thọ, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Hải Dương cùng có 1 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 779.398 ca nhiễm. Thống kê từ Bộ Y tế cho hay, có 13 trên 62 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn. Trong ngày có 23.568 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 162 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 113 ca, Bình Dương 33 ca, Đồng Nai, An Giang cùng có 3 ca, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp cùng có 2 ca, Cần Thơ, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang cùng có 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính tới nay là 19.098 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.